Xin chào tất cả ba bạn, hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn sản phẩm cài áo 3 nút để cài thẻ tên lên ngực. Đây, 3 nút là nó 3 cái nam châm này. Nó dài và chắc chắn. Bên mình có hai bản màu, đó là màu đen và màu xanh. Cái màu này thì nó không ảnh hưởng gì nha mọi người. Nó sẽ kẹp ở bên trong. Cách dùng cài áo 3 nút thì nó sẽ có một lớp băng keo ở đây nha mọi người. Đây, mọi người bóc lớp băng keo ra này. Đó. Bóc ra và dán cái thẻ của mình lên trên này, thẻ tên của mình lên trên này. Rồi cài ra mặt ngoài, có mặt nam châm và cái mặt đáy là màu sắc này này, mình sẽ để ở bên trong. Đấy, cài vào như này. Bây giờ chắc chắn. Đây, ví dụ như cái này, nhỡ dán cái thẻ lên này. Đó,